vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải thoái lui khỏi vị trí chủ tịch nước và ai sẽ kế nhiệm. Vào ngày 26 tháng 8, sau khi kỳ họp bất thường Quốc hội lần thứ 8, Quốc hội khóa 15, Tổng thư ký Quốc hội ông Bùi Văn Cường đã ra thông báo Quốc hội sẽ bầu lại chức danh chủ tịch nước tại kỳ họp Quốc hội thường niên vào tháng 10 tới đây. Điều đó cho thấy hệ thống chính trị tại Việt Nam sẽ quay trở lại với bộ tứ quyền lực quen thuộc, gọi là tứ trụ. Như vậy, trong khóa 15 này, chức vụ chủ tịch nước nguyên thủ quốc gia Việt Nam có đến 3 nhân vật phải rời ghế, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Võ Văn Thưởng và ông Tô Lâm trong vòng chưa đầy 2 năm. Điều đó càng chứng tỏ đây là ghế nóng có rớp, ngồi chưa vững đã gãy là chuyện có thật. Giới quan sát đánh giá rằng việc Tổng Bí thư Tô Lâm phải bàn giao chức chủ tịch nước là điều mà ông hoàn toàn không muốn, bởi với lý do điều đó sẽ ảnh hưởng tới quyền lực tuyệt đối của ông. Nếu không giữ chức chủ tịch nước thì đương nhiên vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang sẽ không thuộc về ông. Đồng thời điều đó cũng sẽ cản trở rất lớn trong các hoạt động đối ngoại của ông Tô Lâm. Câu hỏi đặt ra là vậy tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm không tiếp tục kiêm nhiệm chức chủ tịch nước được nữa? Cuối năm 2018, sau khi chủ tịch nước Trần Đại Quang mắc bệnh nạ qua đời, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kiêm nhiệm giữ chức chủ tịch nước theo mô hình nhất thể hóa hai chức danh lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Trung Quốc. Theo giới phân tích, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo giữa hai nhiệm kỳ Đại hội Đảng, trong Bộ Chính trị, nhóm tứ trụ là lãnh đạo đứng đầu, có quyền lực tối cao, tùy theo từng giai đoạn, nhóm này có thể là 3 hay 4 người nắm giữ. Tuy nhiên, có một nguyên tắc bất di bất dịch là kể từ sau năm 1986 đến nay, đó là nguyên tắc lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách. Tại thời điểm này, khi Đại tướng Tô Lâm rốt ráo thâu tóm quyền lực trong Đảng và Nhà nước thì tập thể Bộ Chính trị và Ban Bí thư càng đòi hỏi phải duy trì nguyên tắc phân quyền trong tổ chức lãnh đạo để tránh tập trung quyền lực quá lớn vào cá nhân ông Tô Lâm và phe cánh Hưng Yên của mình. Vì vậy, việc kiện toàn chức danh chủ tịch nước đang do ông Tô Lâm nắm giữ là điều bắt buộc. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa, việc giảm bớt công việc của chủ tịch nước cũng sẽ giúp cho ông Tô Lâm có thể tập trung thời gian và chức trách Tổng Bí thư để điều hành Đảng được tốt hơn. Đã có những so sánh giữa việc ông Trọng từng kiêm nhiệm hai chức danh trước đây với việc tại ông Tô Lâm không thể kiêm nhiệm được như thế. Đây có phải là sự khác biệt cơ bản nếu xét về uy tín trong nội bộ của Đảng cũng như kinh nghiệm lãnh đạo hay không? Ông Trọng đã giữ chức Tổng Bí thư từ năm 2011 trước khi kiêm nhiệm chủ tịch nước của cuối năm 2018, trong khi ông Tô Lâm mới giữ chức chủ tịch nước được hơn 3 tháng và chưa tròn 1 tháng trên cương vị Tổng Bí thư. Nói cách khác, ông Tô Lâm có hồ sơ làm lãnh tụ khá mỏng so với những người tiền nhiệm của ông. Tổng Bí thư Tô Lâm có lẽ chưa hội đủ điều kiện để nắm quyền lực tuyệt đối. Vậy ai sẽ là người thay ông Tô Lâm trên cương vị chủ tịch nước đây? Giới phân tích đánh giá Đại tướng Lương Cường là ứng viên nặng ký nhất cho vị trí này, đồng thời vị trí này có thể là bước đệm để ông Lương Cường tranh chức Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới. Đáng chú ý, Đại tướng Lương Cường, thường trực Ban Bí thư, dù không còn phục vụ trong quân đội nhưng vẫn được đánh giá là đại diện cho lợi ích quân đội trong Bộ Chính trị. Việc tướng Cường có thể giữ chức chủ tịch nước sẽ cân bằng ảnh hưởng giữa quân đội và phe công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải thoái lui khỏi vị trí chủ tịch nước và ai sẽ là người kế nhiệm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có ủng hộ chánh án Lê Minh Chí cho tái thẩm vụ án Hồ Duy Hải hay không? Đúng như Thời báo.de đã đưa tin vào ngày 28 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định phân công ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực. Theo đó, ông Bình đã thay mặt Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các công việc của chính phủ khi Thủ tướng vắng mặt. Ông Nguyễn Hòa Bình là một lãnh đạo nhiều tai tiếng. Cái tên Nguyễn Hòa Bình luôn là tâm điểm, là một từ khóa hốt trên mạng xã hội. Nhìn chung, dư luận xã hội Việt Nam không thân thiện với ông Nguyễn Hòa Bình vì nhiều lý do
khác nhau. Chánh án Nguyễn Hòa Bình bị nhiều người chỉ trích vì hệ thống tòa án dưới tay ông đã xét xử quá nhiều án oan sai. Nhưng nguyên nhân khiến ông bị chỉ trích nặng nề nhất có lẽ là sự vô trách nhiệm của ông trong phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Ông Bình trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã thừa nhận dù quá trình điều tra xét xử có một số thiếu sót, tuy nhiên ông lại cho rằng điều đó không làm thay đổi bản chất vụ án. Vì vậy đã y án tử hình với Hồ Duy Hải. Kết quả này đã khiến ông không chỉ gia đình tử tù Hồ Duy Hải, các luật sư tham gia mà cả người dân theo dõi đều rất thất vọng. Sau đó nhiều tổ chức cá nhân và các đại biểu Quốc hội, kể cả lãnh đạo của Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng đã lên tiếng cho rằng cần xem xét lại bản án đối với tử tù Hồ Duy Hải. Với việc thay những vật chứng trực tiếp gây án là con dao và cái thớt bị các điều tra viên sơ ý tiêu hủy bằng những đồ vật được mua ở chợ mang về, mà chánh án Bình lại cố gắng biện minh là một số thiếu sót thì công luận đã không thể chấp nhận được. Vậy mà chánh án Bình còn khẳng định điều này không làm thay đổi bản chất vụ án đã khiến cho nhiều người thêm phẫn nộ. Chánh án Bình không hề có ý thức được các sai phạm nguy hiểm khi kết án oan sai bị cáo Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Trường, Lê Văn Mạnh giữa nghị trường. Chánh án Bình cũng dõng dạc khẳng định việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết quả oan người vô tội. Đó chính là lý do ngay sau khi ông Nguyễn Hòa Bình trở thành Phó Thủ tướng thường trực, công luận đã hoài nghi đặt câu hỏi tại sao Tổng Bí thư Tô Lâm lại ưu ái và thiên vị với ông cựu chánh án đến như vậy. Sau đại hội đảng lần thứ 13 với hàng loạt các vụ tai tiếng tày đình, nhưng thay vì bị bỏ tù thì chánh án Nguyễn Hòa Bình đã bất ngờ trở thành Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Nguyễn Hòa Bình đã nhận được chức vụ mới trong chính phủ, ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao được chuyển giao cho ông Lê Minh Chí. Sự kiện này đã khiến cho những người quan tâm đến vụ án Hồ Duy Hải có thêm hy vọng. Một câu hỏi đặt ra là tân chánh án Tòa án tối cao Lê Minh Chí sẽ xử lý ra sao với các vụ án Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Trường? Liệu những vụ án này có được giải quyết hay không? Công luận cho rằng đây là phép thử đối với ông Lê Minh Chí trong cương vị mới. Theo giới luật gia, trên cương vị chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, ông Lê Minh Chí có đủ thẩm quyền để kích hoạt tái thẩm các vụ án oan này, theo Điều 404 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Theo đó, ông Chí có quyền yêu cầu Hội đồng Thẩm phán xem xét lại quyết định giám đốc thẩm đã bác kháng nghị trước đây, với lý do quyết định trước đây có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện ra tình tiết quan trọng mới. Tuy nhiên, thẩm quyền quyết định cuối cùng sẽ không thuộc về tân chánh án Lê Minh Chí, mà người quyết định cuối cùng phải là Tổng Bí thư Tô Lâm. Công luận cho rằng nếu ông Tô Lâm ủng hộ quan điểm của ông Lê Minh Chí về vụ án Hồ Duy Hải thì chắc chắn sẽ giành được sự thiện cảm của số đông công chúng. Đây là điều cần thiết hàng đầu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nên làm. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có ủng hộ chánh án Lê Minh Chí cho tái thẩm vụ án Hồ Duy Hải hay không? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.